Cách đây ít hôm, Cát Phượng đăng tâm thư dài thông báo đã nhập viện cấp cứu vì bị tiền đình nặng đến mức không thể chịu nổi sau bao ngày cố gắng. Đây không phải lần đầu nữ diễn viên phải vào viện điều trị căn bệnh này. Có lần Cát Phượng chia sẻ một vị bác sĩ còn hốt hoảng nói: "Sao còn sống đến giờ hay vậy? Sau khi xem hồ sơ bệnh của cô, vậy đến hôm nay, ngày 25 tháng 11, tình hình Cát Phượng ra sao?" Dựa vào những thông tin được nữ diễn viên đích thân chia sẻ, có thể thấy Cát Phượng vẫn đang nằm viện một mình vì bệnh viện hạn chế người thăm nuôi giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cát Phượng cho biết bạn trai đang đi quay ở xa nên không thể kề cận chăm sóc. Hiện tại, bạn gái Kiều Minh Tuấn phải điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Vì tình hình bệnh tiến triển nặng, máu không lên được não nên có thể cô sẽ nằm viện thời gian dài. Tuy nhiên, thần sắc của Cát Phượng đã tốt hơn lúc mới nhập viện. Nữ diễn viên đang dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Đáng nói, giữa lúc bệnh nhân đang giữ tinh thần tích cực để chữa trị thì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Cát Phượng không qua khỏi. Trước tin đồn thất thiệt này, bạn gái Kiều Minh Tuấn chỉ thốt lên ba chữ: "Kệ đi con." Trong thời gian qua, bạn gái diễn viên Kiều Minh Tuấn nhiều lần than vãn vì bị mất ngủ, và đến đắng miệng đôi khi còn không di chuyển được. Cát bị rối loạn tiền đình cấp nặng chứ không nhẹ, đi đứng đều không được vì cả thế giới như đè lên đầu mình và cứ thế quay cuồng một cách chậm rãi và nặng nề. Mỗi lần quay là trong người có gì như muốn ói ra hết, ăn gì cũng muốn nọc ra không nuốt được, tay chân rụng rời không cầm nắm gì được. Não của Cát như đông cứng, tuần hoàn máu ở não không thông, vì máu không bơm được lên não dẫn đến các dây thần kinh của não bị căng, không ngủ được. Đầu quay cuồng đồng thời hạ canxi, cho nên rất dễ đột quỵ. Người hâm mộ mong Cát Phượng nhanh chóng hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.